lần nữa chúng con được ngắm nhìn chư tôn đức tăng ni từ khắp mười phương đồng câu hội về đây quang lâm chứng minh đại lễ hôm nay. Chúng con thật vô cùng hân hoan, thành tâm cung kính giới thiệu sự chứng minh của Hòa Thượng Phó Ban Thường Trực Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử, Trụ Trì Thiền Viện Trúc Lâm Đà Lạt, Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử, Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Giác, Hòa Thượng Thượng Thông Hạ Phương đương vi chứng minh. Kính thưa quý vị, Sài Gòn TV chúng tôi đang có mặt tại Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng. Là khó khăn gặp được thầy. Xin chào thầy. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, kính bạch chư tôn thiền tọa, chư tôn hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni, kính thưa quý Phật tử và chào anh. Dạ. Thì như câu hỏi của anh thì thật sự hôm nay là một ngày rất là hoan hỷ. Chư tôn thiền đức từ các nơi, thật sự ra là từ Việt Nam, rồi từ Úc, từ Pháp, từ Canada, từ Anh, hầu như là các nơi trên thế giới ngoại trừ châu Phi thì mình chưa biết thôi, và các tiểu bang để về đây để tham dự một hợp thiền. Dạ, hồi nãy thầy Sài Gòn TV có tham dự cái buổi mà chia sẻ lời nói chia sẻ của thầy chủ trì với lại ban tài chánh của thiền viện thì một cái khó khăn rất là lớn trong lúc này, thì cái khó khăn đó các thầy và các vị chủ trì ở đây nhắm sẽ vượt qua cái khó khăn đó trong tương lai không thầy? Dạ, cảm ơn anh á, là đại Dũng nghĩ rằng là Phật pháp rất là nhiệm màu. Dạ. Mình làm với cái gì, với một cái tâm thành thật sự ra quý thầy xây một cái này không phải cho quý thầy, mà thật sự xây cái này là cho quý Phật tử đến tu tập, và một điều nữa là cho các thế hệ tương lai lớn lên ở Mỹ. Cho nên là để Dũng nghĩ một ngày rất sẽ nào đó nó cũng hoàn thành, nó chậm hay nó nhanh thôi, nhưng mà chắc chắn sẽ hoàn thành với tấm lòng của tất cả mọi người. Chưa sử dụng được cái thiền đường đó tại vì cái ceiling lên cũng chưa có xong, và cái trần chưa xong, cái vách cũng chưa xong, và cái floor cũng chưa có. Cho nên là tạm thời mình chỉ an vị Phật đó thôi. Và khi nó hoàn thành thì chúng ta sử dụng được. Còn khi nào hoàn thành thì tùy theo cái kinh phí, cái tài. Khi mà cái chánh điện hiện tại bây giờ, quý vị thấy là chúng tôi đã ngưng dùng một số tiền mà không thể thực hiện bên thành thuyền đường để làm cái nền của chánh điện và cái dàn khung sắt của thánh điện. Đó là khoảng chừng 500.000. Đó. Thì cái đó là đến khi nào mà hoàn thành được thì hoàn toàn không biết được. Tùy cái này là quý thầy xây một cái là nhờ các ban xây dựng, là các em ban Phật tử, cho nên là có đến đầu xây đến đó, có đến đầu xây đó. Thì mình có một nhóm thợ xây dựng cũng rất là dễ thương, là mình có nhiều thì bắt đầu tới đông, có ít thì có một vài 50 người làm cho mình. Tức là tùy theo cái tiền cúng dường đến đâu làm đó. Mình không có mướn nhà thầu. Dạ. Mình đứng ra mình tự mình mướn nhân công, rồi mình có cái ban, những em trong ban xây dựng nó hướng dẫn, rồi có những người Phật tử phát tâm đó, họ làm trong cái là kỹ sư xây dựng, họ đứng ra họ quản lý. Cái đó là cái gọi là owner builder. Bảy trăm ba mươi chín ngàn đó gồm có 439.000 là tiền Phật tử cúng dường, còn ba trăm bạc quý thầy. Thì con mới bạch với quý thầy rằng là thầy bây giờ công trình của chúng ta rất là lớn. Dạ, không biết mà quý thưa anh David, thưa quý khán thính giả của đài Sài Gòn TV, chúng tôi phụ trách phụ tá cho thầy trưởng ban tổ chức điều hành cái buổi lễ hôm nay. Dạ, thưa anh. Vâng, thưa anh David, thưa quý khán thính giả, Thiền viện Trúc Lâm Đại Đăng được nhân duyên lành là một số Phật tử đã cúng một miếng đất này là 9 mẫu cho sư ông Hòa Thượng Thích Thanh Từ trong chuyến đi đến Mỹ lần thứ hai, và sau 10 năm chờ đợi thì mới được giấy phép, được phép sinh hoạt, và sau đó là 2014 là được giấy phép là hạ tầng cơ sở, và 2017 thì được giấy phép kiến tạo cái thiền viện Trúc Lâm, và bây giờ là được 1/3 trong cái chương trình xây dựng thiền phái thiền đường đang khánh hỷ, và còn chánh điện và tăng xá là đang tiếp tục trong tương lai, thưa anh và thưa quý vị. Nghiêm chung con
Chúng tôi thì phải nói rất là ngạc nhiên, và thứ nhì nữa là rất là khâm phục cái công sức của tất cả các anh em, tất cả các thầy, tất cả những người đã góp công xây lên cái thiền viện này. Vì tới so với cái khoảng 10 năm trước đó, thì bây giờ vô là khác hẳn, mà nhìn cái tòa chánh điện rất là vĩ đại mà rất là đẹp. Thì thấy các thầy đã bỏ công sức rất là nhiều để làm ra cái thiền viện rất là quý như vậy, thì cũng mong tất cả quý và mọi người tới đây để mà ủng hộ cho chùa để thành lập cho xong, xây cho xong Trúc Lâm Đại Đăng, để cho tất cả mọi người được tới viếng và học Phật Pháp. Kính thưa chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, cùng toàn thể quý quan khách, quý đồng hương Phật tử xa gần đồng quy tụ về chứng dự lễ khánh hỷ thiền đường và an vị Phật tại Thiền viện Trúc Lâm Đại Đăng. Kính thưa chư liệt vị, hôm nay nhân duyên lành đạo pháp đặc biệt nơi phương trời viễn xứ tha phương thuộc miền Nam tiểu bang California, Mỹ quốc, trong bầu không khí thanh lương mát mẻ của mùa xuân êm ả, một ngày mới lại bắt đầu trong ánh ban mai tràn đầy sức sống, chan rải một năng lượng an lành ấm áp lan tỏa khắp muôn phương. Tất cả muôn loài vạn vật đang thức dậy tắm mình trong ánh chiêu dương rực rỡ, được xong ướp một từ lực nhiệm màu đượm nhừng sinh khí vô lượng vô biên. Ngoài kia nắng ấm hoa đua nở, trong này rực rỡ một cành xuân, ngoài ấy trong này đâu cảnh khác, lào lào một thể hiện toàn chân. Để kính chào quý Phật tử xa gần, thì thiện trí thì sư phụ là ở đây, trước kia thì cũng tu học ở đây, và cũng có bây giờ thì ở chỗ khác. Thì thiện trí nhân dịp về thăm thầy, cũng là thăm cái buổi lễ khánh hỷ, dự buổi lễ khánh hỷ cùng quý thầy cô và Phật tử xa gần về đây tham dự. Như vậy là sư cô đã ở đây rồi và đi nơi khác, và sư cô trở lại cái này trong lễ an vị và khánh hỷ. Sư cô thấy có cái điều gì lạ không? Có thay đổi như nhiều không? Dạ, thay đổi rất nhiều. Tại hồi lúc mà thiện trí ở đây thì nó chỉ là rất là sơ sài, quý thầy ở chỗ rất là nghèo. Dạ, đến từ Thiền viện Bồ Đề ở Boston. Boston. Dạ. Vậy qua bên đây tu học phải không? Dạ mô Phật, qua đây được thọ giới tại mình mới xuất gia đó. Sư cô thấy cái cảnh vật và tu viện hôm nay nó như thế nào trong cái không khí lễ khánh hỷ và an vị? Dạ, nói đến ngày hôm nay thì thấy rất là trang nghiêm và rất là đông đảo, nhất là cái tấm lòng nhiệt tâm của tất cả Phật tử khắp nơi về đây. Dạ. Cũng mong cho thầy có nhiều sức khỏe, có thêm nhiều nghị lực để làm nhiều Phật sự hơn nữa. Và cái công trình này nó rất là lớn và đã đi được 1/3 đường, còn 2/3 đường nữa thì cũng là một sự gay go. Nhưng mà cũng mong là thầy có nhiều sức khỏe, nhiều cái động lực hơn nữa để hoàn thành tới tâm nguyện giống như là thầy mong muốn, là để có nơi cho tăng ni tu học và nơi để Phật tử trở về để tu học, và nơi để tâm linh cho mọi người trở hướng trở về nhà mô Phật. Đây là phần quà của Hòa Thượng Thượng Đạo Hạ Quang, viện chủ chùa Quan Âm, thành phố Santa Ana, Garden Road. Chúng con cung thỉnh Hòa Thượng Thượng Thông Hạ Hải đại diện cho Hòa Thượng trao tặng phần quà trong ngày lễ khánh hỷ. Thầy quay lại thưa thầy. Và kế đến, ban tổ chức mời đại diện cho đạo tràng Phú Lâu Na, thiền viện thường chiếu ở Việt Nam, đạo hữu Chánh Hùng Lực trao tặng phần quà trong ngày lễ khánh hỷ.
trong nguyên một buổi sáng hôm nay thì em giúp chở những cái cụ lớn tuổi, ví dụ như cái cụ hồi nãy là gần 90 tuổi. Nhìn cụ thì em rất nhớ cái cảnh ông bà mình hồi trước, thành chở cụ giống như là chở ông bà của mình đi chơi. Trong lòng rất là vui. Và bên cạnh đó thấy bà con cô bác ở đây mặc áo dài truyền thống. Nó giống như là một cái lễ hội chùa Hương nó tại Việt Nam. Thì mặc dù làm việc anh em rất là cực nhọc, nhưng mà thấy những cái cảnh như vậy tụi em rất là vui và hớn hở, được góp một cái bàn tay rất là nhỏ của mình trong cái công việc lớn của Thiền viện Đại Đăng. Bồ Tát Quán Tự Tại, lúc tu nhân giải thoát, thực hành pháp sâu xa, bát nhã ba la mật, giải tố tột năm uẩn, sáng tỏ đường hành tư. Tất cả chúng em là từ tỉnh thất Hiền Như đến đây, và ban đạo ca Hương Hiền Như đã trình bày nhạc phẩm Bát Nhã Tâm Kinh để cúng dường lên ngày khánh hỷ thiền đường và ngày an vị Phật. Thật sự là rất vui mừng cho Thiền viện Đại Đăng. Là trước đây thưa tất cả các cô bác, thì đây nó chỉ là một cái chùa ngựa thôi, nhưng mà đây nó xây được cái chánh điện. Nhưng mà chánh điện là cái chi phí đó đáng lẽ là trị giá là tới 5 triệu đồng, mà các ngài đây là cái thâu gom lại thì có 2 triệu đồng thôi. Mà thật sự trong 2 triệu đồng cái số tiền nợ đã hết phân nửa, là hơn 1 triệu rồi. Thì xin hy vọng là tất cả các mạnh thường quân thì nghĩ tới Tam Bảo để mà hộ trì, để chúng ta có thể đóng góp cho Thiền viện Đại Đăng có thể xây được tiếp trong cái chánh điện. Vâng, và cái thiền đường này, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lại tôn mong thiền phái bảo năm hành hóa, nơi nơi đều nêu cao tôn chỉ, chúc lâm khắp chốn hoàng truyền, đâu đâu cũng dựng xây thiền. Nhờ đó mà tông phương thiền phái chúc lâm bừng sáng tỏa hoa, tâm nguyện độ sanh của Phật Hoàng khi xưa. Đối với tôi, những nét rất là thương, những nét rất là thiền vị. Mình tới đây mình có thể tĩnh tâm để mà mình tu học, để mà mình có thể truyền bá đạo Phật pháp nhiều hơn nè. Thực ra thì hôm nay em tới đây chủ yếu là để giúp những việc như là dâng hoa và giúp những các anh chị huynh trưởng đón những bậc thầy tới đây thôi ạ. Thầy đã có mặt tại thiền viện này được bao lâu rồi? Đại Dũng sinh hoạt đây bắt đầu từ 1208, và thật sự là như là permanent luôn ở đây thì bắt đầu từ 1214, là bắt đầu có mặt ở đây sinh hoạt với cái thầy là 2018, và coi như là ở luôn ở đây là bắt đầu từ 2014. Dạ thưa thầy, vì hàng tuần là cái các Phật tử đến đây để mà tu học, để mà thiền, thì cái số lượng Phật tử đến đây hàng tuần như thế nào, thầy có thể chia sẻ cho khán giả không? Dạ thưa quý khán giả, là mỗi tuần ở đây có cái sinh hoạt vào ngày Chủ nhật buổi sáng, thì trung bình là có 100 đến 150 vị đến đây sinh hoạt, Phật tử đến sinh hoạt. Và tuy nhiên một năm thì thiền viện tổ chức hai cái khóa tu mùa xuân và khóa tu mùa thu, cho tất cả mọi người đến đây để mà tu tập, mà hoàn toàn là tùy hỷ, miễn phí. Thì thưa thầy, về trong những buổi tu học như vậy thì những người ở xa đến đây thì mình có những cái nơi mà để cho họ tạm trú lại, hay là những cái sinh hoạt cần thiết trong khi mà họ ở lại thưa thiền viện này không? Dạ thưa anh, là hoàn toàn là đáp ứng vấn đề đó. Dĩ nhiên là với cái cơ sở vật chất như anh thấy đó thì nó không hoàn toàn đầy, như là giống như ở nhà,
Thì ở đây là thiền viện thì đầy đủ cái cơ, đầy đủ cái cơ bản nhất, cái cơ bản nhất và đời sống con người. Dạ. Thì vấn đề đến đây là quý vị chỉ tu tập thôi, và cái thú vị nhất á, là mình tới đây để mình trải nghiệm cái đời sống cùng với các tu sĩ nơi một cái đồi núi như thế này rất là thanh tịnh. Thì cái mùa Phật đản năm nay thiền viện sẽ tổ chức vào ngày 19 tháng 5 dương lịch. Thì mong quý Phật tử nếu mà hôm nay không có cơ hội đến đây để mà chiêm ngưỡng cái một cái thiền đường mới ở một vùng đồi núi Bonsoi này, thì đến Phật đản xin cung thỉnh chư tôn thiền đức tăng ni và quý Phật tử mình tạm gác công việc của gia đình rồi đến. Thứ nhất là dự lễ Phật đản, rồi thứ hai nữa là thăm viếng cái môi trường một cái thiền viện mới vừa được hình thành trên đất Mỹ này, vùng Nam California. Yeah. Thưa quý vị, lời chia sẻ của thầy đã chấm dứt chương trình của chúng tôi hôm nay. Sài Gòn TV từ San Diego County xin chào tạm biệt và hẹn quý vị trong chương trình kế tiếp. Xin chào thầy.